Tìm hiểu tâm. Khi nào tâm thực hành tốt? Khi nào và tại sao lại thực hành không tốt? Đây là điều chúng ta phải tìm cho ra bản thân. Đây là loại trí tuệ tối thiểu để khởi sự. Đó là biết cách thực hành đúng đắn. Vậy bằng cách nào chúng ta có động lực thực hành tốt khi không hiểu tâm mình? Tâm có thể hơi khó tìm hiểu, bởi nó không có nơi chốn cụ thể, nó không có hình dạng, không màu, không thể sờ thấy, và nó rất trừu tượng. Vậy làm sao chúng ta có thể chú ý vào nó khi có vẻ như chẳng có gì ở đó? Khi nói về tâm, chúng ta đang chú ý vào điều gì? Làm sao để nhận diện? Nên tìm nó ở đâu? Ở trong đầu hay trong tim? Chúng ta không nhìn thấy tâm như nhìn những thứ khác, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được tâm thông qua các hoạt động của nó. Chúng ta biết khi tâm làm điều gì đó, và chúng ta biết khi một chuyện gì đó xảy ra trong tâm. Bạn biết bạn có tâm, phải không? Bạn kinh nghiệm điều gì khiến bạn nói bạn có tâm? Có phải vì nó suy nghĩ? Phần nào thì điều đó đúng, nhưng tâm cũng hay biết và cảm nhận nữa. Bạn có bao giờ muốn đi vệ sinh hay ăn thứ gì đó à? Có cảm giác xảy ra trên cơ thể khi muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên ý định đứng dậy và đi đến nhà vệ sinh xảy ra trong tâm. Nếu không chắc bạn đã bậy bạ lung tung rồi. Cảm giác muốn ăn xảy ra trong tâm khi cơn đói thì xảy ra trên thân. Bạn có biết khi nào bạn muốn ăn một chút hoặc là thật nhiều? Bạn có thể nhận biết điều đó. Bạn có thể nhận ra mức độ muốn ăn hoặc sự háo hức muốn ăn. Chúng ta cũng thấy được cả ý định nữa. Tìm hiểu tâm cũng có một chút giống như tìm hiểu một người hàng xóm mới. Càng gặp họ nhiều hơn thì sẽ càng hiểu họ hơn. Mỗi ngày gặp mặt, chúng ta hiểu thêm một chút. Nó trở thành một quá trình học hỏi. Tâm được định nghĩa trong kinh điển là cái nhận biết, cái suy nghĩ, cái chú ý. Bởi vậy chúng ta không thật sự phải nỗ lực quá nhiều để nhận biết và chú ý. Tâm đang làm chuyện đó rồi. Bởi vì đó là công việc của nó, bản chất tự nhiên của nó. Tất cả những gì cần làm là hiện diện trong thực tại và chánh niệm để có thể nhận ra tâm đang làm việc của mình. Ta làm thế để củng cố khả năng ghi nhớ rằng tâm sẽ tự làm công việc của nó. Chúng ta chỉ có thể tạo thêm thuận duyên để điều này xảy ra thôi. Một khi tâm được hiểu rõ, pháp sẽ được hiểu rõ. Trong một lần trình pháp, một vị sư nói rằng ông ta quan sát thấy những phiền não trong tâm và cũng nhận biết được tâm quan sát đang căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vị ấy trình pháp rằng mình đã chánh niệm thấy ba yếu tố trong tâm: tâm phiền não, tâm quan sát và tâm quan sát đang quan sát chính tâm quan sát. Có rất nhiều tâm. Như tôi đã đề cập trước đây, tâm giống như một dòng sông với các dòng chảy, xoáy nước và các luồng nước nhỏ khác nhau đổ chung vào đó. Tâm của vị sư này đã rất tĩnh lặng nên có thể để ý và hay biết được những phẩm chất rất vi tế của tâm. Phiền não, tâm quan sát vốn đang bị nhuốm màu phiền não, và cái tâm quan sát đã buông xả và lùi ra sau để quan sát tốt hơn. Trong một thời điểm, tâm có thể tự nó nhận biết một đối tượng hoặc nhiều đối tượng, và cách mà đối tượng được quan sát sẽ phụ thuộc vào mức độ trí tuệ của chúng ta. Nếu chúng ta chánh niệm trên kinh nghiệm của mình ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể nhận ra tâm mình đang hay biết thứ gì đó trong khoảnh khắc này. Nếu thất niệm, chúng ta đơn giản sẽ tiếp tục hành xử như người bình thường. Tâm hay biết, nhưng chúng ta lại không biết rằng tâm có sự nhận biết này. Tâm suy nghĩ. Một định nghĩa khác của tâm là cái tâm suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ là công việc của tâm. Bạn không thể buộc tâm ngừng suy nghĩ. Nếu bạn cố gắng ép tâm không suy nghĩ, bạn đang làm điều không tưởng. Đó cũng là lúc bạn bắt đầu dùng nhiều năng lượng.
Hầu hết mọi người dùng nhiều năng lượng vì họ sợ những suy nghĩ của chính mình. Khi chúng ta lạc lối trong suy nghĩ, chúng ta bị dính chặt vào nó. Sau đó nếu chú ý hoặc tập trung quá mức, chúng ta sẽ dùng quá nhiều năng lượng và trở nên giống như xác sống vậy. Chúng ta không nên ngay lập tức cho rằng tâm bị xao động khi nhận ra có suy nghĩ. Chúng ta có chánh niệm bởi vì tâm đã đạt đến một mức độ tĩnh lặng nhất định. Chỉ khi không có chánh niệm thì mới có thể kết luận là ta đang không tĩnh tâm. Chừng nào tâm còn nhận ra suy nghĩ, chúng ta vẫn có thể nói rằng đang có một mức độ nhất định nào đó. Chúng ta cần thực hành với tâm suy nghĩ. Bằng cách nào? Mỗi khi suy nghĩ sinh khởi, chúng ta nhận ra nó. Hãy lặp đi lặp lại điều này. Chánh niệm trên suy nghĩ của mình. Rồi từ từ tâm sẽ hiểu rằng đó chỉ là đề mục. Một khi cái tâm đang suy nghĩ trở thành một đề mục để quan sát, bạn không thể can dự vào việc suy nghĩ nữa. Suy nghĩ có thể đến rồi đi, nhưng chánh niệm thì vẫn ở đó, nó luôn thường trực. Ngược lại, mỗi khi bạn tham dự vào việc suy nghĩ, chánh niệm sẽ biến mất. Những lúc thấy mình không đủ khéo léo để nhận ra suy nghĩ, chúng ta có thể tạm quay trở lại với cảm giác trên thân, rồi tiếp tục, lại quay lại, tiếp tục, lại quay lại. Một lúc sau, khi nào nhận ra có suy nghĩ, thì cũng là lúc chúng ta nhận ra mình đang chánh niệm. Bởi vì tâm lúc này biết rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng quan sát. Khi tâm hiểu và không tham gia vào quá trình suy nghĩ, nó sẽ giữ một khoảng cách. Do đó hãy hành thiền trên tâm suy nghĩ bằng cách chánh niệm trên các suy nghĩ của mình và các đối tượng trên thân, luân chuyển qua lại liên tục. Ban đầu việc duy trì nhận biết tâm suy nghĩ có thể khó thực hiện. Nó khó bởi vì chúng ta chỉ biết tới suy nghĩ. Suy nghĩ là khái niệm bởi vì nó xuất hiện dưới dạng những hình ảnh, câu từ hoặc âm thanh trong tâm. Nhưng khi chúng ta thực hành và bắt đầu lặp đi lặp lại việc nhận biết suy nghĩ mỗi khi nó xuất hiện, thì chúng ta đồng thời nhận ra rằng vượt lên trên suy nghĩ chính là bản chất tự nhiên của tâm. Điều này phụ thuộc vào trí tuệ. Nó hiểu rằng vượt lên các khái niệm là bản chất tự nhiên của tâm, tâm suy nghĩ. Khi chúng ta có thể thấy được sự tách biệt giữa đối tượng và tâm biết, đó là đối tượng và đây là tâm, thì tâm có trí tuệ, hiểu biết. Nếu trí tuệ không có mặt thì đối tượng và tâm xuất hiện như một. Chừng nào hiểu biết không ở đó, thì mỗi khi có suy nghĩ bất thiện, tâm trí và trái tim chúng ta sẽ bị đốt cháy. Chúng ta chìm vào đau khổ bởi vì không có sự tách biệt giữa tâm và đối tượng. Bạn sẽ nhận ra rằng một số suy nghĩ có thể gây ra sự bùng nổ trong tâm ngay lập tức, và bạn sẽ cảm nhận được sức nóng cùng với sự giận dữ, sự tủi nhục, nỗi buồn hoặc bất cứ thứ gì khác. Nếu bạn có chút chánh niệm và trí tuệ đối diện với tiến trình suy nghĩ mà không phải nội dung suy nghĩ, bạn có thể tìm hiểu suy xét về nó một cách sáng suốt. Khi bạn bị chìm trong phiền não, nếu có được một chút ít chánh niệm về quá trình làm việc của tâm, ta có thể dùng tâm suy nghĩ để giải quyết tình huống. Chúng ta có thể đặt câu hỏi: tôi có thể làm gì bây giờ? Chính việc tìm hiểu này của tâm sẽ giúp chúng ta thoát khỏi phiền não. Tâm sau đó có thể bình tĩnh lại, cho phép chúng ta quan sát tốt hơn những phiền não và tạo đà cho trí tuệ phát triển. Trường hợp nào tốt hơn? Ít suy nghĩ hay nhiều suy nghĩ? Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, phiền não chỉ là phiền não. Tâm thiện lành là tâm thiện lành. Tất cả chỉ là những đề mục, những hiện tượng tự nhiên. Khi chúng ta có thái độ như thế với suy nghĩ, chúng ta đang có chánh kiến. Khi quá tập trung vào một chuyện gì đó, chúng ta có thể làm ngưng suy nghĩ của mình. Đây không phải là mục tiêu của thiền. Vì vậy, đừng sợ tâm suy nghĩ, chỉ cần biết nó là đang hiện diện. Khi nhận ra nó, hãy nhắc nhở bản thân rằng mỗi khoảnh khắc như thế chính là một khoảnh khắc nhận ra sự chánh niệm. Tôi không yêu cầu bạn nhìn vào nội dung suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là nhận ra tâm mình đang suy nghĩ. Nội dung suy nghĩ chỉ là ý niệm về những thứ bên ngoài, còn cái đang thật sự xảy ra là tâm suy nghĩ. Chúng ta cần hay biết về kinh nghiệm thực
là bản chất thật sự của những gì đang diễn ra. Đây là tâm tiếp xúc với thế giới thông qua kinh nghiệm ở 6 giác quan. Vì vậy, cái chúng ta đang kinh nghiệm là tâm. Tâm đang sinh khởi, tâm đang suy nghĩ. Vì vậy, chúng ta cần nhận biết và không bị dính mắc vào nội dung suy nghĩ. Chúng ta cần nhìn vào cách tâm tạo ra suy nghĩ, nhìn vào cách mà các phiền não nuôi dưỡng những suy nghĩ. Đây là công việc của chúng ta. Ban đầu bạn sẽ thấy việc này thật là khó. Thói quen của tâm là nhận biết nội dung suy nghĩ. Khi đó bạn cố gắng nhận biết cái tâm đang suy nghĩ, tâm sẽ tự động nhảy ngược lại vào câu chuyện, rồi sau đó bạn lạc lối trong nó. Để tâm không lạc vào nội dung suy nghĩ, bạn cần nhận ra rằng mình đang thất niệm, sau đó ghi nhận tâm suy nghĩ. Chờ trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng bình tĩnh đưa sự chú ý của mình đến một đề mục nào ổn định hơn. Ví dụ như một cảm giác nổi bật trên thân, rồi sau đó quay lại với suy nghĩ lần nữa. Cái tâm đang suy nghĩ. Rồi lại quay lại với cảm giác trên thân. Càng thực hành thế này nhiều, bạn sẽ càng dễ phát hiện ra suy nghĩ. Đây không phải là làm cho bản thân bận rộn, mà là thực hành. Hãy giữ tâm thư giãn, thoải mái trong suốt quá trình này. Để hiểu được tâm suy nghĩ, chúng ta cần thẩm nghiệm và quan sát nó. Nhưng bằng cách nào? Có một cách là nhìn vào mối liên hệ giữa suy nghĩ và cảm xúc. Bạn có thể xem suy nghĩ tạo ra các cảm xúc như thế nào, và cảm xúc cũng như tương tác ngược lại để tạo ra thêm suy nghĩ ra sao. Đằng sau mỗi tiến trình suy nghĩ luôn ẩn giấu diễn biến tự nhiên, chính là động cơ tạo ra suy nghĩ. Có thể đó là phiền não, hoặc cũng có thể là trí tuệ. Ví dụ, suy nghĩ là suy nghĩ. Suy nghĩ có thể đi kèm tâm sân, nhưng tâm sân là tâm sân và suy nghĩ là suy nghĩ. Chúng là hai tiến trình tự nhiên khác nhau, nhưng cái này lại ảnh hưởng lên cái kia. Thẩm sát theo cách này rất hữu ích. Hãy nhìn vào toàn bộ tiến trình suy nghĩ và mối quan hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác. Hãy quan sát chúng đồng loạt và tìm hiểu cách chúng tác động qua lại lẫn nhau. Dần dần ta sẽ thấy được mối quan hệ nhân quả trong quá trình suy nghĩ một cách rõ ràng. Khi có cơ hội ứng dụng chánh kiến, chúng ta thấy tâm suy nghĩ là một tiến trình liên tục bồi đắp cho chính nó. Tôi không muốn bạn tập trung quá mức bởi vì bạn cần để ý đến suy nghĩ của mình. Hãy xem tâm suy nghĩ là một đối tượng quan sát. Chúng ta cần nắm được bản chất tự nhiên của nó. Chúng ta sẽ nhận ra cách tâm làm việc khi nó suy nghĩ. Khi không hành thiền, chúng ta thường không biết mình đang suy nghĩ. Khi ngồi xuống thiền thì bất thình lình tâm tràn ngập suy nghĩ. Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn đang chánh niệm. Hãy nhớ rằng mọi thứ bạn đang trải qua đều tốt. Không có gì sai trái cả và không có gì đáng lo. Mọi thứ diễn ra là để giúp chúng ta nhận diện, giúp chúng ta ổn định và phát triển trí tuệ. Đó là nếu như chúng ta có thái độ đúng. Đối tượng quan sát không bao giờ là trở ngại trong công việc tu tập của chúng ta. Chúng luôn là phương tiện giúp chúng ta trong pháp hành. Tâm chánh niệm luôn cần nhận biết thứ gì đó. Nếu không có đề mục để nhận biết, chúng ta sẽ sống trong một thế giới rất lạ. Chúng ta phụ thuộc vào các đối tượng để phát triển chánh niệm của mình. Chúng ta cần tận dụng chúng để xây dựng thói quen chánh niệm. Chúng ta cần quan sát kinh nghiệm, gạn lấy những lợi ích và gắng sức giữ lấy chúng. Khi thực hành Vipassana, chúng ta tập chánh niệm trên nhiều đối tượng. Mỗi đối tượng có tiềm năng đem lại một hạt giống trí tuệ mà chúng ta có thể gặt hái được. Do đó, chánh niệm mở trên nhiều đối tượng là tiềm năng để xây dựng trí tuệ dồi dào. Chúng ta tận dụng những gì có ích từ đối tượng quan sát và rồi để lại đó. Có thể so sánh việc này với đãi vàng, sàng ra những hạt vàng mịn rồi trả lại tất cả tạp chất khác. Chỉ có thể làm được điều này khi chúng ta có chánh kiến. Nếu không có chánh kiến, chúng ta sẽ thất vọng bởi những gì mình trải qua. Không nhất thiết phải như vậy. Chúng ta sẽ giận dữ khi có tiếng ồn, sẽ khó chịu khi có suy nghĩ hoặc bị đau. Nếu không có thái độ đúng, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
Rất khó để phát triển định sự ổn định của tâm khi có thái độ sai. Có thể bạn xây dựng được một chút định vào buổi sáng, nhưng khi có một chút căng thẳng mọi thứ sẽ biến mất. Điều đó cho thấy phiền não mạnh đến cỡ nào. Không cần biết mức định bạn xây dựng được mạnh ra sao, một khi phiền não lao vào thì bùm, nó biến mất ngay. Trải qua một khóa tu 10 ngày, khi quay trở về nhà, bạn cảm thấy khó chịu với ai đó, rồi bạn không còn định nữa. Vậy định dùng chánh niệm như thế nào khi bạn không biết cách đối phó với phiền não? Cũng đồng nghĩa với việc bạn không biết cách duy trì sự ổn định của tâm. Thiền chánh niệm không phải là để dừng một tiến trình nào đó đang diễn ra, mà để hiểu được bản chất thực sự của tiến trình đó. Khi hành giả nhận ra có nhiều ý niệm ở trong tâm, họ có khuynh hướng dừng chúng lại. Trí tuệ không thể sinh khởi theo cách đó. Trí tuệ chỉ có thể xuất hiện khi có sự nhận biết rõ ràng về các tiến trình tâm đang làm việc của chúng, mà không kèm theo tham và sân. Xin nhớ rằng, dù bao nhiêu lần tâm suy nghĩ, đi lang thang hoặc khó chịu chuyện gì, thì vẫn không sao. Chỉ cần bạn chánh niệm được trên nó. Bằng việc thực hành, bạn bắt đầu quan sát và theo dõi chúng, thấy được cách tâm cảm giác, phản ứng và vận hành. Khi ban đầu thực hành, bạn có thể luân phiên nhận ra các đề mục và sau đó là tâm, rồi đến các đề mục rồi lại đến tâm. Cứ như vậy, cách bạn hành thiền phải thay đổi từ cấp độ này đến cấp độ khác. Việc thực hành luôn luôn linh động và liên tục. Bạn có dự tính vào đại học và làm cùng một bài toán với cấp tiểu học không? Tương tự như thế, cách bạn thực hành cũng thay đổi tương ứng với mức độ trí tuệ trong tâm. Khi đã tiến bộ, bạn không cần phải đi lòng vòng nhận diện từng đề mục, mà thay vào đó bạn nhận diện mỗi đề mục, rồi để nó ở đó. Tôi thấy nhiều hành giả đến khóa tu lần đầu và tập quan sát một đề mục. Trong khóa tu tiếp theo, họ vẫn quay lại với một đề mục. Có cần thiết phải quay lại mức độ này khi bạn có thể thấy được đề mục, tâm biết và cảm giác, tất cả đang cùng làm việc với nhau? Tại sao bạn không thấy được điều này? Bởi vì không có sự liên tục trong thực hành. Bạn không thực hành nữa khi trở về từ khóa tu. Và mỗi lần quay trở lại khóa tu, bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Đà thực hành không được tạo ra ở đây. Bạn cần thực hành liên tục và tạo được đà nếu muốn thanh lọc tâm. Có nhiều cấp độ vi tế của suy nghĩ. Ngay cả khi đang có chánh niệm sắc bén, chúng ta vẫn có thể đang suy nghĩ ở tầng mức rất vi tế. Tôi đang có chánh niệm không? Có, tôi đang chánh niệm. Chúng ta đang bàn luận về kinh nghiệm đang diễn ra. Sự khác biệt ở mức độ suy nghĩ vi tế này là không có nội dung suy nghĩ. Tâm suy nghĩ đang là đối tượng quan sát chứ không phải là nội dung của suy nghĩ. Mức độ suy nghĩ vi tế này hoàn toàn thuần túy do chức năng, không giống như cấp độ suy nghĩ thô. Suy nghĩ ở cấp độ thô thường xuất hiện bất ngờ và rất mạnh mẽ. Bạn có thể nhận diện nó và nếu không quan trọng, nó dừng lại. Nếu nó thú vị và thu hút sự chú ý của bạn, nó sẽ tiếp tục diễn ra trong lúc bạn duy trì chánh niệm nhẹ nhàng, hoặc thông thường là không có chánh niệm gì hết. Khi quan sát một cái tâm suy nghĩ, chúng ta cần học hỏi từ bản chất tự nhiên của nó. Nó thiện hay bất thiện? Cần thiết hay không cần thiết? Hiểu được tâm suy nghĩ ở cấp độ này, tức là có một mức độ trí tuệ nhất định. Chúng ta cần hiểu tâm suy nghĩ như một đề mục quan sát, là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ cũng chính là tâm. Khái niệm Panatti. Chúng ta hiện đã rõ ràng những suy nghĩ là đối tượng quan sát, nhưng chúng có phải là những chế định khái niệm? Có, bởi vì tâm có thể chánh niệm trên suy nghĩ, nên nó cũng biết suy nghĩ là những chế định, không phải thật, chỉ là ý niệm trừu tượng. Ví dụ nếu như bạn có thể nghe tiếng hàng xóm đang chặt cây với một cây rìu, thì đó là đối tượng hay khái niệm? Nó là cả hai. Âm thanh chặt cây là đối tượng vì nó xuất hiện và tiếp xúc với nhĩ căn. Nó đang được nhận biết.
Đây là một tiến trình tự nhiên. Hình ảnh xuất hiện trong tâm về người hàng xóm đang chặt cây là khái niệm. Nó là một ý niệm trừu tượng, bởi vì bạn đâu có thấy được người hàng xóm và càng không biết anh ta có đang chặt cây không. Thứ bắt được chỉ là âm thanh thôi. Bạn giả định rằng nó xuất phát từ người hàng xóm. Giả định này là một khái niệm đến từ bộ nhớ của bạn. Khái niệm này cũng là một đối tượng quan sát, bởi vì nó khởi lên từ sự tiếp nhận âm thanh và chuyển thể thành một suy nghĩ hay một hình ảnh trong tâm, vốn cũng là một cửa giác quan. Suy nghĩ được nhận diện. Điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng chúng ta không thiền trên âm thanh và khái niệm kèm theo một cách riêng lẻ. Chúng cùng nhau xảy ra, và tâm biết việc này. Nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra thì chúng ta không tìm hiểu khái niệm, nội dung suy nghĩ, mà chúng ta tìm hiểu quá trình suy nghĩ, một chức năng hoạt động của tâm. Suy nghĩ tạo ra hình ảnh trong tâm. Chúng ta có thể nhìn vào nguyên nhân để hiểu về toàn bộ tiến trình nhân quả giữa thực tại khái niệm. Chúng ta cần các khái niệm trong hoạt động hàng ngày, nhưng chúng ta cũng cần biết rằng chúng chỉ là những chế định và không bị dính mắc vào chúng. Có 6 loại chế định: phương hướng, hình dạng, màu sắc, thời gian, địa điểm và tên gọi. Liên quan đến ai đó thì thứ mà ta thường nghĩ đến là tên, một chế định luôn thường trực sẵn. Vì vậy khi đề cập đến một đối tượng, tôi thường nói đó là thứ đang được nhận biết. Bạn có thể nhận biết âm thanh, hoặc bạn có thể nhận biết không có âm thanh. Đó cũng là một đối tượng, bởi vì bạn biết nó. Một lần tôi đang ở Miến Điện vào buổi tối. Ở đó có rất nhiều ve sầu tạo nên tiếng ồn liên tục rất to trong không trung. Đây là một đề mục quan trọng làm tôi phải chú ý trong một thời gian dài. Tâm tôi sau đó nhận ra, bên cạnh âm thanh của ve, phần còn lại của không gian là tĩnh lặng. Vì vậy không chỉ có tiếng ve mà cũng có sự tĩnh lặng bên cạnh đó nữa. Tôi có thể nhận ra cả hai cùng lúc. Với sự nhận diện này, không chỉ tồn tại hai đề mục, mà còn là hai tâm tương ứng. Mỗi tâm quan sát một đề mục. Nhìn chung chúng ta bị cuốn hút bởi những đề mục nổi trội thô tháo. Ví dụ khi bị đau, chúng ta biết có cơn đau. Khi không đau chúng ta nghĩ là không có cảm giác. Nhưng thực ra đó cũng là một đề mục, vì chúng ta biết là không có cơn đau. Vì vậy đôi khi để kiểm tra xem thứ gì đó có phải là đề mục hay không, chúng ta cần hiểu rằng cái gì có thể nhận biết được đều là đề mục. Nếu nhận diện được đề mục thì từ sâu trong hiểu biết ta thấy rằng phần vi tế cũng được nhận diện, mặc dù dường như bạn thấy không có gì. Thực tại luôn song hành cùng với chế định đang phủ lấp trên nó. Thực tại của các chế định quen thuộc với chúng ta cần được hiểu rõ. Điều này rất quan trọng. Chúng cần được hiểu rõ vì thực tại hiện diện cùng với chế định, và thực tại là đối tượng của trí tuệ. Tưởng Sanna. Công việc của tưởng Sanna là ghi nhớ mỗi khi tiếp xúc với đối tượng. Nó ghi nhận đặc tính của đối tượng. Khi tiếp xúc với đối tượng, ý niệm về đối tượng đã có sẵn ở đó. Trí nhớ và hình ảnh tưởng tượng, tưởng, sau đó sẽ làm việc của nó, giúp chúng ta sinh hoạt bình thường. Ví dụ đi lại, nói năng. Nó nhớ lại và diễn dịch những gì đã lĩnh hội trước đó. Chúng ta có thể nhận biết được tâm, hay biết, hay thức, Vinana. Chúng ta có thể nhận biết được những ý định, và chúng ta nhận biết được cảm thọ, Vedana. Nhưng để thấy được cách tưởng hoạt động thì khó hơn nhiều. Tưởng là một chức năng tự nhiên của tâm, do đó chúng ta không thể xóa đi những ý niệm đầu tiên khỏi tâm. Nhưng điều chúng ta có thể làm là giữ chánh niệm liên tục và không bị xao lãng bởi những suy nghĩ phát sinh không cần thiết cho các hoạt động hàng ngày của cuộc sống. Chúng ta có thể nhận thấy tưởng nổi lên trong tâm và ta đặt câu hỏi: chúng có thật hay không? Có cần thiết hay không?
Trong phần thực hành này, chúng ta không tìm cách loại bỏ suy nghĩ. Chúng ta chỉ cần quan sát chúng và hiểu chúng, để biết rằng chúng đến từ tâm phiền não hay tâm trí tuệ. Chúng ta có thể sử dụng suy nghĩ để đào sâu thêm những kinh nghiệm của mình. Ví dụ, khi nhìn thấy bông hoa, chúng ta thường mô tả nó là đẹp, trong khi thực ra cái thấy chỉ là hiện tượng tự nhiên. Tại sao chúng ta lại nói hoa đẹp? Bởi vì nó đem lại niềm vui. Bông hoa không đẹp, đó chỉ là một bông hoa có thể đem đến một khoảnh khắc hạnh phúc. Đẹp là một khái niệm. Nhận ra hình dáng của hoa là tưởng. Thích và nghĩ đẹp là hành. Thứ làm sinh lên cảm giác vừa ý là thọ. Điều này thúc đẩy thọ và hành làm việc cùng nhau để đánh giá hoa là đẹp. Và người sẽ có kinh nghiệm khác khi thấy cùng một bông hoa. Họ có thể cảm thấy buồn phiền. Và đây cũng là do tưởng và hành đang làm việc. Suy nghĩ theo cách này là tốt. Với suy nghĩ, chúng ta có thể nghiên cứu tâm. Nếu biết suy nghĩ thì chúng ta có thể biết cái gì là thiện và bất thiện. Nếu biết rồi, chúng ta có thể dùng trí tuệ để đưa ra lựa chọn thiện trong cuộc sống. Khi sống một cuộc sống thiện, mọi thứ có khuynh hướng tốt đẹp. Pháp đang vận hành cho chúng ta. Nó làm chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc sinh ra từ trí tuệ. Phiền não. Chúng ta đã sẵn sàng để bắt tay vào việc thực hành. Chúng ta đã học cách nhận biết tâm và cách nỗ lực ở mức độ đúng. Chúng ta đã có chút hiểu biết. Đây là chỗ ta phải chú ý, nơi các giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Rất thường xuyên, tại điểm tiếp xúc này, hay còn gọi là cửa giác quan, một trong những phiền não đang rình rập, chờ đợi để nhảy vào mà không bị phát hiện. Đây là nơi chúng hay qua lại. Phiền não giống như những mật vụ, chúng rất gian xảo và khó nhận diện. Cả chánh niệm và trí tuệ đều là người gác cổng, luôn ở đó canh chừng, xem ai đang đi qua cánh cửa giác quan. Nếu quý vị định bước vào, chúng tôi sẽ dõi theo quý vị. Khi thực hành Vipassana, chúng ta thanh lọc tâm, không phải bằng cách đuổi các phiền não đi, mà chỉ nhận biết những gì đang cảm nhận được ở mọi khoảnh khắc và phân biệt xem đâu là thiện, đâu là bất thiện để thực hành và ứng dụng trong cuộc sống. Chúng ta muốn hiểu biết các phiền não và hiểu biết chúng một cách sâu sắc. Phiền não là gì? Từ Pali tương ứng Kilesa, nghĩa đơn giản là những phẩm chất bất thiện có thể làm ô uế hay suy đồi tâm. Nói cách khác, đó là những phẩm chất tiêu cực của tâm có tiềm năng khiến ta đau khổ, tạo nên chướng ngại trong cuộc sống. Khi bàn về những phiền não trong pháp hành, chúng ta nói về tham, lobha, sân, dosa và si, moha. Từ tham sân si có thể chia chi tiết hơn nữa. Nhưng để cho đơn giản, chúng ta quy hết chúng vào tham sân và si. Hãy xem xét một ví dụ về sự phiền não. Một người vừa ăn trộm một vật gì đó và phản ứng đầu tiên là tìm cách che đậy chuyện mình làm. Đây là việc làm của phiền não, tham sân si đều tham gia vào đây. Đầu tiên là tham, sự khát khao và ham muốn được chiếm hữu đồ vật. Tiếp theo là si, bởi vì khởi đầu bạn không nhận thức được rằng ăn trộm sẽ khiến bạn đau khổ. Kế đến là sân, không bị phát hiện. Khi có nhiều phiền não hơn trí tuệ trong tâm, thì phiền não sẽ che đậy bất kỳ hành động sai trái nào bằng những biện minh. Tâm có thể tìm cách bào chữa cho hầu hết mọi thứ. Si, moha. Phiền não sống trong vương quốc của tâm si, và tâm si sẽ làm mọi thứ để đưa tham và sân đến với chúng ta. Si là một nghệ sĩ hóa trang. Nó sẽ phải ít màu mè, tô điểm tí chút và xịt chút hương thơm để dẫn dụ chúng ta. Tham và sân có thể ngụy trang với những lý lẽ thuyết phục chúng ta ngay lập tức. Đây chính là si. Bạn đã bao giờ mua phải một chiếc xe hơi tuyệt đẹp, trông mới cóng và bóng bẩy, nhưng sau đó bạn phát hiện ra nhiều dấu tích rỉ sét
và móp đã được người ta đắp và sơn lên, dẫn đến nhiều trục trặc sau này. Đây là cách mà phiền não vận hành. Tham và sân ẩn nấp bên dưới mặt nạ của si, vô minh, và lờ đi những gì chắc chắn sẽ làm cho ta đau khổ sau này. Trí tuệ chưa đủ sức mạnh để chế ngự các phiền não. Nếu tham xuất hiện, hãy nhận biết đây là tham mỗi lần nó xuất hiện. Công việc của bạn không phải là ngăn ngừa tâm tham, mà là nhận biết tâm tham và biết nó thật rõ. Tâm si hay vô minh có thể được diễn tả là không biết, không hiểu được bản chất của thực tại. Tất cả mọi người từ hành giả sơ cơ đến các bậc tu hành lâu năm, cho đến trước khi nhận ra được thực tại tối hậu của Niết Bàn, đều phải chịu khổ vì cái tâm vô minh ở mức độ khác nhau. Nói một cách đơn giản, ngay cả Đức Phật cũng bị phiền não quấy rầy khi Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề. Tất nhiên là như chúng ta đều biết, Ngài đã vượt qua và thẳng tiến tới Niết Bàn. Sau đó Ngài đã niệm câu, cánh cửa dẫn đến sự bất tử đã mở. Sự u mê không còn ngăn cản được Đức Phật nhận ra thực tại tối hậu. Niết Bàn không còn trừu tượng mà đã rõ ràng. Thế giới ảo tưởng của vô minh đã bị xua tan. Là một đứa trẻ lớn lên ở Gian Khôn, vui chơi từng là ưu tiên hàng đầu của tôi. Cha tôi luôn coi tôi là đứa cá biệt trong nhà vì cái tật mê chơi hơn học. Tôi là đứa trẻ thứ 9 trong một gia đình có 10 con trai và một con gái. Cho nên bạn có thể hình dung cha mẹ tôi bận rộn túi bụi thế nào. Các anh chị của tôi đều học giỏi. Điều này làm tôi trông kém thông minh, trở nên cá biệt giữa đám đông vì sự lêu lổng và ham vui của mình. Nên ở một góc độ nào đó, tôi bị gia đình xa lánh. Kết quả là do ít giao tiếp với họ nên việc học của tôi ngày càng tệ. Tôi còn không thể đọc sao cho đúng. Có giai đoạn cha mẹ còn bàn bạc với nhau định gửi tôi vào trường nội trú hoặc là một trường dành cho trẻ thiểu năng. Tôi làm cha bối rối. Ông ấy hay nổi giận. Ông thường nói với tôi, con chẳng tốt lành gì. Rốt cuộc khi tôi học khoảng lớp 6 hoặc lớp 7, tôi đã tự vực dậy và chứng minh được rằng mình có thể học tốt. Điều này thực sự làm cha tôi hài lòng. Lúc đó tôi không có nhiều bạn vì quá chú tâm vào học tập thay vì ra ngoài giao du. Mọi thứ dần ổn định. Tôi khá cô đơn trong giai đoạn này. Vào lớp 8, tôi đứng giữa ngã rẽ làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi trượt một kỳ thi quan trọng và bị chuyển vào lớp cá biệt của trường, chuyên dành cho học sinh yếu kém. Trong lớp này, tôi quen biết nhiều bạn xấu và học được toàn những trò bất hảo. Các thói quen rất xấu như nói dối, lừa đảo và sau này là sở thích uống thuốc ho, cometazine. Có thể nói rằng đời tôi lúc đó tràn ngập sự u mê. Trước những hậu quả tôi đã gây ra, cha thường xuyên gửi tôi đến tu viện để học thiền với sư phụ là Sayadaw Suguyomin. Gia đình tôi luôn kính trọng và yêu quý Sayadaw. Chúng tôi luôn hỗ trợ thầy trong mọi cố gắng đưa Phật Pháp đến các học trò của mình. Cha tôi gặp thầy lần đầu tiên là ở trung tâm thiền Mahasi, nơi ngài thực hành và phụ trách trả lời trình pháp cho thiền sinh nam. Khi thầy rời nơi đó và mở thêm việc của mình, cha tôi đã theo ngài về trung tâm mới. Tôi còn nhớ hầu hết mỗi cuối tuần vào các ngày nghỉ lễ, gia đình chúng tôi lại xách ba lô, 11 đứa trẻ, cha mẹ và mấy người anh em họ đến thiền viện. Ở đó thầy giao cho chúng tôi những nhiệm vụ nhỏ, ví dụ như là học thuộc các bài kinh chẳng hạn. Thầy cũng dạy chúng tôi thiền. Tôi thiền thì cứ như cá gặp nước. Chính vì mối quan hệ như vậy mà cha tôi tin tưởng gửi tôi cho thầy mỗi lần tôi gây rắc rối ở nhà. Tôi hoàn toàn tin tưởng thầy. Đó là một người kiệm lời, nhưng luôn khiến tôi thấy mình có thể trải lòng nói về mọi thứ, và tôi đã làm thế. Tôi đã kể cho thầy nghe cặn kẽ từng chi tiết mọi chiến tích của tôi với bạn bè. Thầy luôn ngồi nghe một cách nhân từ mà không hề có một biểu hiện phật ý nào.
Sau đó thầy chỉ ra những điểm tích cực mà tôi đã làm, rồi hướng dẫn để tôi tự thực hành. Thầy đã kiên trì ảnh hưởng lên tôi trong suốt thời gian này. Tâm si là thứ phiền não thường hay nói với chúng ta. Nó rất đẹp, nó rất đáng sợ, hoặc nó rất đáng ghét. Khi chúng ta tức giận và trách cứ người khác vì sự giận dữ của mình, chúng ta thường phô bày sự phẫn nộ chính đáng. Tôi đúng, bạn sai rồi. Tất cả các phiền não đều tham dự vào đây. Tham và sân được che phủ bởi si. Tâm si làm hai việc. Thứ nhất, nó che giấu bản chất thật, và sau đó nó đưa đến một ảo tưởng mà chúng ta cứ nghĩ đó là sự thật. Đó chính là tâm si. Không chỉ không cho chúng ta biết đến sự thật, mà còn lừa chúng ta bằng một thứ khác thay thế. Con người có thể sống cả đời như vậy. Bạn có thể cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội thực hành chánh pháp, tìm ra bản chất cái gì là thật, cái gì là giả. Thuốc trị tâm si chính là trí tuệ. Tâm si có thể được nhận ra rất rõ khi bạn có thể nhận ra trí tuệ, bởi vì hai yếu tố này hoàn toàn đối nghịch. Mỗi khi có chánh niệm, bạn có thể thoáng thấy sự thật. Nhưng nếu trí tuệ chưa được phát triển, tâm si sẽ quay lại giống như một đám sương mù phủ đầy mặt đất, che đậy sự thật. Đây là lý do tại sao chánh niệm liên tục lại quan trọng đến vậy. Khi bạn có chánh niệm, trí tuệ sẵn có được phép hiển lộ, buộc đám mây mù tan ra và tạo điều kiện để nhiều trí tuệ phát triển hơn nữa. Tâm si khác với các phiền não khác ở chỗ ta không thấy nó được. Làm sao một cái tâm mê mờ thấy được tâm si? Ta chỉ có thể thấy hay hiểu được si khi tuệ giác sinh khởi. Và để tuệ giác sinh khởi, trí tuệ phải hiểu được những đặc tính tự nhiên của đối tượng. Tâm si che đậy các đặc tính tự nhiên này, nhưng không che được đối tượng quan sát. Tưởng nhận ra đối tượng, còn si là méo mó tưởng. Tâm quên mất chính mình, nó vốn đã bình yên, và tâm si che mở sự thật. Khi tuệ minh sát sinh khởi, đó là giây phút của sự giải phóng, không còn ngăn cách với thực tại nữa, mà chính là thực tại. Trong khoảnh khắc được tự do khỏi tâm si đó, bạn bắt đầu biết những thứ mà trước đây chưa hề biết. Chúng ta được tự do khỏi vô minh. Một hành giả đã trình pháp gần đây. Anh ta thuật lại cách mà từ lúc tỉnh dậy sáng hôm đó và nhấc đầu khỏi gối, anh ta nhận ra tâm mình đã đưa ra phán xét thế nào. Trong cả ngày hôm ấy, tâm anh ta tràn ngập phán xét. Ồ, cô ấy thật đẹp. Anh kia không thực hành nghiêm túc. Tôi không thích món này. Và còn nhiều nhiều nữa. Ẩn sau tất cả những phán xét đó, vì hành giả này có thể thấy một lớp dày u ám của sự phán xét bản thân, làm cho anh ấy không hài lòng và tổn thương. Bằng việc duy trì quan sát tâm liên tục trong suốt khóa tu, anh ấy đã xây dựng được đủ sự hiểu biết để tuệ giác sinh khởi và đẩy lùi tâm si. Điều này làm cho anh ấy thấy được những bình phẩm phán xét trong tâm. Bức màn được vén lên và những phiền não bị lộ diện hoàn toàn, không trốn vào đâu được. Đa thực hành đã xoay về phía trí tuệ. Anh ta thấy rằng khi bản thân đưa ra các giả định thì chính là tâm đang phán xét một khái niệm. Khi chúng ta có ý kiến về chuyện gì, ý kiến của tôi thường là ý kiến sai. Trong những năm đầu thực hành, tôi thường dùng câu nói sau để giúp mình đối phó với si. Khi chúng ta chánh niệm, thấy một cái tâm trong sáng, nó sẽ trong sáng. Nếu chúng ta tiếp tục chánh niệm thấy tâm mình trong sáng, nó thậm chí sẽ càng trong sáng hơn. Khi bạn không biết tâm trong sáng, nó bắt đầu mờ mịt và sự căng thẳng xuất hiện. Nếu vẫn không thấy cái tâm trong sáng, sự khó chịu bắt đầu tăng lên. Khi bạn nhận ra sự khó chịu, nó bắt đầu trong sáng trở lại. Vì vậy, cho dù tâm đang thế nào, trong sáng hay căng thẳng, bạn luôn phải nhận biết nó. Khi chúng ta có chánh kiến, chúng ta có thể nhận ra rất nhanh cái gì là thiện hoặc cái gì bất thiện. Nó trở nên rõ ràng nhanh chóng chỉ bằng cách chánh niệm.
Đây là một lợi thế rất lớn, bởi vì nếu bạn không có chánh niệm và không nhận ra những tâm bất thiện bé xíu đang dần ngấm vào, thì sau đó chúng có thể làm xói mòn tâm thiện, bởi vì chúng đã ở đó, dù bạn có thấy hay không. Một hành giả đã mô tả chúng là hạt giống phiền não. Thỉnh thoảng tâm thiện của một người nào đó có thể rất mạnh mẽ. Anh, cô ấy có thể tạo nên một trạng thái rất thánh thiện trong tâm, và mức độ phiền não có thể rất thấp. Tôi đặt mức độ phiền não trên thang đo từ 0 đến 10. Với hầu hết chúng ta, mức độ phiền não ở mức 2, cảm giác giống như là không có phiền não gì nữa. Và hành giả kết luận mình đã sạch trơn phiền não. Sai. Ở mức độ vi tế dưới 2, chỉ có trí tuệ mới nhận ra phiền não. Chúng ta cần có thông tin đúng để trí tuệ xử lý ở mức độ này. Có nhiều hành giả đến gặp tôi cười hạnh phúc và nói: Sayadaw, con không còn phiền não trong tâm nữa. Tôi mỉm cười thầm kín, biết rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để nhận ra những phiền não vi tế này. Nhưng đối với những hành giả đạt đến mức độ này, chỉ cần họ tiếp tục thực hành, rốt cuộc họ sẽ thu được trí tuệ ở mức độ sâu hơn, xuyên thủng qua tâm si đang che những phiền não rất vi tế. Tâm chúng ta giống như là một hiện trường vụ án bị chiếm đóng bởi các phiền não, và cảnh sát pháp được gửi tới để dọn dẹp khu vực. Các phiền não trở nên khôn ngoan bởi vì cảnh sát chỉ đứng bên ngoài. Cảnh sát rất nhạy bén và biết rằng nếu bắt được nhiều trộm, họ sẽ được thăng chức. Những phiền não đúng ra chỉ là khách mời, nhưng chúng đã lợi dụng sự hiếu khách của chúng ta và tiếp quản hiện trường. Chúng đang trộm đồ của chúng ta và xử sự cứ như là thị trường thành phố. Chánh niệm giống như là một viên cảnh sát mới vào nghề, chỉ cần mẫn làm việc ở xa, thu thập bằng chứng tại hiện trường. Chúng ta cần thực hành liên tục để hỗ trợ viên cảnh sát mới, để anh ta được thăng chức. Chúng ta liên tục cổ vũ anh ấy. Quyết định là của bản thân chúng ta. Dọn dẹp toàn bộ khu vực hay tiếp tục phớt lờ nó. Tâm si không thấy được bản chất thật những gì diễn ra quanh ta. Nó chỉ thấy những thứ mà ta tưởng rằng sẽ khiến mình hạnh phúc và bằng lòng, nhưng cuối cùng lại đem đến bất hạnh cho ta. Tham, lobha. Trong các phiền não, tham, ham muốn có lẽ là thứ dễ thấy hơn cả. Tuy vậy, không phải lúc nào ta cũng nhận ra nó. Tham luôn ở đó, chế ngự tâm chúng ta ngày này qua ngày khác, liên tục thôi thúc các giác quan và tạo ra cảm giác bức bối do luôn muốn có được kinh nghiệm tốt hơn những gì hiện có. Bản chất của tham là dính mắc, giống như keo, bám chặt vào mọi chỗ. Không phải lúc nào ta cũng thấy được ham muốn. Khi ta không nhận ra mong muốn được trải nghiệm tốt hơn, thì đó là si đang có mặt. Vậy làm sao chúng ta phát hiện ra điều này và nhận ra các ham muốn đang hiện diện? Những suy nghĩ có thể được nhận diện trong cảm xúc. Tâm có thể đưa ra nhiều lý do hợp lý cho một hành động mà nhìn qua thì trông rất sáng suốt. Tuy nhiên, động cơ phía sau có thể chỉ là những lời biện minh nấp sau vỏ bọc trí tuệ để thuyết phục chúng ta không đối diện với sự thật. Có một cách để xác định ham muốn là thiện hay bất thiện, đó là từ cảm xúc liên quan. Nếu là thiện, cảm xúc sẽ rất tốt, thoải mái, đúng đắn và thư giãn. Nếu là bất thiện, cảm xúc sẽ ngược lại và ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta, sẽ có sự căng thẳng. Do đó, chúng ta không chỉ nghiên cứu phản ứng của tâm trước các kích thích giác quan, mà còn dựa trên phản hồi của cả thân lẫn tâm về các trải nghiệm hiện tại thông qua cảm xúc. Bạn có thể gọi đó là thực hành toàn diện. Khi bạn thực hành và nhận ra tâm đang muốn đi đâu đó, hoặc tâm suy nghĩ có chuyện gì đó chưa tốt, hoặc nó nghĩ lẽ ra nên khác đi, thì hãy nhận ra đó chính là phiền não. Hãy xem đây có phải là thái độ chủ đạo trong thực hành lúc đó không? Tôi còn nhớ trong một lần trình pháp với thầy vào những năm đầu mới hành thiền, và tôi đã bị những phiền não làm cho chán nản. Thầy nói: con thấy được phiền não
vậy là đủ. Khi trình pháp xong, tôi cảm thấy rất hài lòng vì tôi đã nỗ lực vừa đủ để thấy được chuyện gì đang xảy ra trong tâm mình. Bài học này ghi dấu ấn đậm nét trong tôi. Nếu tôi có thể quan sát thấy nó, thì chính việc quan sát này là tốt rồi. Khi tâm muốn thứ gì đó mà không được, nó bắt đầu cố gắng nhiều hơn. Nó sẽ dùng nhiều năng lượng hơn bởi vì nó muốn thay đổi. Sau đó nó trở nên bực bội và thậm chí sẽ dùng nhiều năng lượng hơn nữa. Nếu chúng ta không biết việc này thì chính tâm si đang hiện diện. Tâm cố gắng nhiều hơn, nhưng không biết ranh giới thế nào là quá nhiều hoặc quá ít nỗ lực và trở nên kiệt sức. Vì vậy nếu chúng ta thực hành với tâm tham, chúng ta sẽ trở nên mệt mỏi. Trí tuệ không thể nào sinh sôi được. Lúc mới thực hành, tôi là một người nghiện tập định. Tôi thích nó đến mức có lúc tôi thậm chí không muốn ngủ. Tôi tiếp tục thiền để lúc nào cũng cảm nhận được trạng thái an lạc của định. Tôi đi rồi ngồi, rồi nằm, rồi lại ngồi. Tôi không muốn ngủ, chỉ muốn tiếp tục thiền. Có một lần tôi đã hành thiền nhiều đêm, và trong lúc nằm xuống một con dẹp cắn tôi. Tôi nghĩ, cái gì vậy? Ngay lập tức định biến mất. Tôi rất khó chịu, nhưng lại nghĩ, ồ, mình sẽ tiếp tục, định sẽ sớm quay lại. Vì vậy tôi tiếp tục, rồi cứ tiếp tục hành thiền mà chẳng thấy gì. Tôi chán nản và tức giận. Trước đó lập định không quá khó, bởi vì tôi đã có nó ngay trước khi con dẹp cắn. Nó không thể biến mất nhanh như vậy được. Tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn, nhưng trời đã mau sáng và tôi kiệt sức. Qua ngày kế tiếp tôi vẫn không có định. Tất cả những gì tôi đạt được là sự tuyệt vọng. Vào ngày thứ ba tôi bị đau nửa đầu, thậm chí phải dán salon pad vào hai thái dương để làm dịu cơn đau, nhưng vô dụng. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, quay trở lại theo dõi hơi thở, dừng việc cố gắng lấy lại định. Đột nhiên định trở lại, và trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra thủ phạm đang ngăn cản tôi vào định: tham. Ngay khi tôi giảm nhẹ sự cố gắng, tham biến mất và định quay trở lại. Khi chúng ta cố gắng quá mức, nó tạo nên căng thẳng trong tâm. Thái độ của chúng ta không đúng, chúng ta muốn đạt kết quả khi thực hành, đó chính là tham. Làm sao để không dính mắc vào thứ mà bạn làm việc vất vả vì nó? Ví dụ như tiền. Câu hỏi này áp dụng cho tất cả những thăng trầm của cuộc đời: được và mất, khen và chê, hạnh phúc và đau khổ, danh tiếng và tai tiếng, vân vân. Với tiền bạc, thực ra bạn đâu có thể giành tiền. Tâm và nhân quả đã làm tất cả việc đó. Có những duyên nhất định xuất hiện cùng nhau. Bạn làm việc chăm chỉ và bạn kiếm được tiền. Bạn may mắn khi không ai trộm số tiền đó, và bạn xoay sở để giữ được nó. Được rồi, bạn đã nỗ lực, nhưng thực chất là tâm làm chuyện đó. Nếu các điều kiện không hội tụ thì tiền không thể ở đây được. Khi chúng ta tâm niệm rằng tiền là của tôi, chúng ta bị dính mắc vào nó rất mạnh. Nếu chúng ta thấy rõ được những điều kiện góp phần vào việc tích lũy tiền, thì sẽ có ít sự dính mắc, bởi vì chúng ta thấy nó là một quá trình. Người làm kinh doanh thường đề cập đến dòng tiền vào, dòng tiền ra, cả một quá trình của rất nhiều nhân và duyên tham gia vào. Không hại gì khi cẩn thận với tài sản và chi tiêu một cách sáng suốt, nhưng tham và dính mắc vào tài sản sẽ luôn gây ra đau khổ theo cách này hay cách khác. Khi thực hành Vipassana, chúng ta dễ dính mắc vào ham muốn phát triển các trạng thái tâm an lạc. Ví dụ khi chúng ta đọc một cuốn sách về Phật Pháp mô tả các trạng thái đạt được trong thiền, thậm chí là chứng ngộ, những trạng thái rất bình an, hạnh phúc, nghe thật thú vị. Đây là các trạng thái chúng ta chưa bao giờ trải qua, nên chúng ta bắt đầu mong muốn được như thế. Đây là loại ham muốn thiện hay bất thiện. Khi đọc sách về các trạng thái này, chúng ta cho rằng chúng là tốt đẹp, nên ham muốn sinh ra.
có một mức độ tham lam trong mong muốn này, bởi vì bạn chưa hiểu thực sự các trạng thái đó như thế nào. Vì vậy đó là một khao khát, thứ mà chúng ta cho rằng là rất đáng khao khát. Đó là tham, bởi vì không có cái hiểu thực sự rằng nó có đáng khao khát hay không. Nó không dựa vào một thực tế. Bạn có thể nhìn vào một ly nước chanh và không biết nó chua hay ngọt, bởi vì bạn chưa nếm thử. Khi thực hành và thỉnh thoảng đạt đến trạng thái tâm không có phiền não, bạn hiểu được lợi ích của trạng thái này. Sau đó tâm muốn duy trì và nỗ lực quay lại trạng thái này thường xuyên hơn. Đây chính là mong muốn thiện, tràn đà, dựa trên trí tuệ thay vì chỉ dựa vào tham. Tâm tham là một ham muốn bất thiện, là một phiền não. Tâm tham và thức ăn. Như hầu hết chúng ta đã biết, tâm tham và thức ăn thường song hành với nhau. Khi chúng ta có khuynh hướng lạc lối trong các khái niệm, ví dụ thức ăn là rau, cá, gà, heo hay bò, thì thật ra chỉ là một khái niệm sanna, một cái tên. Và chúng ta không thể ăn một cái tên hay một hình ảnh được. Thứ có thật là bản chất tự nhiên của đồ ăn: vị, mặn, ngọt, chua, cay, đắng, cấu tạo, giòn, cứng, mượt, lỏng, nhiệt độ và mùi, và sự kết hợp tất cả các pháp này. Khi cơn đói kéo đến thì cùng với nó là mong muốn được ăn, sau đó là ý định ăn xuất hiện. Lúc này nếu chánh niệm và trí tuệ hiện diện, chúng ta chỉ ăn những gì cần thiết cho sức khỏe và sự vận hành của cơ thể. Không may cho hầu hết chúng ta, tâm phân biệt có thể chiếm quyền kiểm soát ngay khi có ý định ăn. Chánh niệm và trí tuệ biến mất, và tham có thể túc trực ngay cửa giác quan mà chúng ta không biết. Trước khi kịp nhận ra thì chúng ta đã lạc lối trong cảm giác thích và không thích. Theo sau đó có thể là sự dính mắc tạo điều kiện cho nhiều trạng thái tâm tiêu cực khác như mặc cảm, sự ghê tởm, chán ghét, khiến chúng ta đau khổ. Chiến lược của chúng ta là chánh niệm, nhận biết và không khái niệm hóa. Biết vị, cấu tạo, mùi, biết khi nào cơn đói được thỏa mãn. Đơn giản chỉ cần chánh niệm cùng với trí tuệ. Phiền não sẽ nói với chúng ta rằng thêm một miếng gà nữa chẳng hại gì đâu, ngon quá đi mất. Nếu có những vấn đề như vậy với chuyện ăn uống, chúng ta trước hết cần ý thức được vấn đề và gia công chánh niệm trên đó. Kế đến hãy quan sát các phản ứng trong tâm và đừng để bị cuốn theo chúng. Ngay lúc có ý định ăn, hoặc trí tuệ hoặc tâm tham chiếm được ưu thế vượt trội, và chỉ một trong hai sẽ chiến thắng, là người quan sát hay chọn trí tuệ, phe hiển nhiên sẽ nhẫn tâm đè bẹp tâm tham. Tôi luôn nói với các hành giả, hãy quan sát ý định của mình. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Chúng ta có thể nhảy sang bên này hoặc bên kia, trí tuệ hoặc lòng tham. Chỉ cần một khoảnh khắc thất niệm, tâm dính mắc sẽ nhanh chóng cuốn ta đi. Chúng ta có chiến lược, nhưng làm sao chúng ta tìm được sức mạnh để chống lại cái tâm tham này? Chúng ta không chống lại nó. Chúng ta chánh niệm trên nó, quan sát nó và biết nó theo đúng bản chất của nó. Bởi vì đó là một phẩm chất tâm, nó cũng là hiện tượng tự nhiên, là pháp. Chúng ta nghiên cứu nó, trở nên quen thuộc với nó. Từ tâm quan sát này, chúng ta xây dựng trí tuệ, ứng dụng vào việc đối diện với những tâm đang khiến ta đau khổ. Chúng ta cần chánh niệm và đủ trí tuệ để nhận ra tâm phân biệt này, cùng khả năng quan sát các phản ứng và không lạc lối trong đó. Nếu chúng ta có thể duy trì được việc thực hành, thì sau đó sẽ tạo được đà quán tính và gặt hái hiểu biết về những gì cần thiết hoặc không cần thiết cho hạnh phúc của bản thân. Để hiểu được rằng thân xác này là tự nhiên, không phải của riêng ai, và được duy trì bởi tự nhiên là chuyện không đơn giản. Chúng ta trải qua cả đời được củng cố bởi niềm tin rằng thức ăn sẽ đem đến hạnh phúc. Nó có thể đem đến niềm vui trong chốc lát, nhưng không phải là hạnh phúc lâu dài.
Chúng ta chỉ cần nhìn vào đáy bồn cầu mỗi buổi sáng để hiểu rằng đồ ăn không tồn tại vĩnh viễn và không đem đến hạnh phúc thực chất. Hầu hết rắc rối xung quanh chuyện ăn và thức ăn là kết quả từ cái tâm chủ quan. Đó là tâm dính mắc vào ý niệm rằng việc ăn uống mới đem lại hạnh phúc. Và đằng sau nó cũng có thể là tâm sân vi tế. Với bất cứ thực phẩm gì mà ta không đủ thích thú để ăn, khi cơ thể rõ ràng không cần thêm dinh dưỡng nữa. Hoặc trong một số trường hợp rối loạn ăn uống, lại không ăn khi rõ ràng có nhu cầu cần phải bổ sung dinh dưỡng. Chỉ có thể bằng chánh niệm và quan sát liên tục, chúng ta mới xây dựng được trí tuệ cần thiết để hiểu được nhân và quả của thói quen xung quanh việc ăn uống. Trong lúc đang ăn, nếu tâm nói món này ngon thì hãy chánh niệm, tâm tham đang ẩn nấp. Nếu tâm nói món này thực sự ngon thì tâm tham đang hiện diện. Chánh kiến đồng nghĩa với việc có thái độ rằng cơ thể này là một hiện tượng tự nhiên và chỉ được nuôi dưỡng bằng tự nhiên. Khi nghiên cứu thật kỹ, chúng ta thấy rằng trong mối quan hệ thân tâm luôn tác động qua lại, không có ai ở đó cả, chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Có góc độ nhìn khách quan này, chúng ta có thể tự do quan sát và sử dụng trí tuệ để có thể quyết định giúp tăng cường sức khỏe toàn diện của thân tâm. Một người sáng suốt sẽ tận dụng kinh nghiệm để phát triển chánh niệm, định và trí tuệ. Người không có trí tuệ sẽ chỉ phản ứng trước cùng một tình huống hết lần này đến lần khác bằng tham và sân. Tại trung tâm thiền, chúng tôi cung cấp cả thực phẩm chay và mặn. Các hành giả Malaysia thường là những người ăn chay, nên họ rất hài lòng khi được cung cấp đúng thực phẩm cho mình. Vậy tại sao lại hài lòng với rau củ? Lựa chọn ăn chay của họ nghe qua rất sáng suốt. Nó đem lại cho họ một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên sự nguy hiểm là tâm tham có thể tăng trưởng. Chúng ta đang chăm sóc sức khỏe của ai? Của tôi. Tâm có thể bắt đầu ám ảnh với sự lựa chọn này. Tâm tham xâm chiếm dưới dạng những ám ảnh. Tình huống dạng này có thể sẽ khó thấy hơn trong các quốc gia mà người ta lớn lên với chế độ ăn chay hoặc có phong cách sống như vậy. Thầy của tôi cũng đã dạy về vấn đề này. Thầy nói, ăn chay hay ăn đồ sống không qua nấu nướng bằng lửa không có nghĩa là ngọn lửa của phiền não không đụng đến bạn. Đồ ăn không quyết định việc có ô nhiễm hay không. Để thoát khỏi sự thiêu đốt của phiền não khi ta ăn, ta cần có chánh niệm và trí tuệ. Đó mới là điều quan trọng. Điểm cuối cùng liên quan đến thức ăn là mắt có thể đem lại rắc rối. Chánh niệm trên cái thấy, nhưng không chủ động nhìn khi ăn, có thể là một chiến lược tốt. Chúng ta có thể sẽ bị sao lãng bởi những gì xảy ra xung quanh. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều muốn ăn với đôi mắt nhắm. Một hành giả đã mô tả khi bước vào nhà ăn. Anh ta nhận ra mình ngồi bên bàn, có góc nhìn ra toàn bộ phần còn lại của nhà ăn. Vì vậy anh ta có thể nhìn được mọi người đang ăn gì, và cũng có thể thấy hành giả xinh đẹp đang ngồi ở bàn đối diện. Cách anh ấy đã làm là chuyển vị trí, ngồi vào chỗ bên kia bàn và quay mặt vào tường. Từ đó không có gì để nhìn. Anh ta có thể quan sát các phản ứng trong tâm đến từ việc không nhìn thấy những thứ muốn nhìn. Vì hành giả này đã chánh niệm thấy tâm phản ứng thế nào trong tình huống đó, nhưng đã không chánh niệm thấy tâm sân vi tế đặt lên các phản ứng này, dẫn đến anh ta phải chuyển chỗ ngồi. Anh ấy có thể đơn giản là giữ nguyên chỗ ngồi và tiếp tục quan sát xem chuyện gì diễn ra trong tâm.